thể giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia biết. Dạ, chào chú Linh. Chào con. Chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người ở đây. Em tên là Tuấn Anh, nhà có 4 người, ba mẹ và được một đứa em trai nữa. Công việc của con thì trước đó là con làm kỹ thuật viên sân khấu cho trường quốc tế. Sau bây giờ là con chuyển ra làm hỗ trợ kỹ thuật mấy cái máy mà bán hàng ở ngoài, bấm cảm ứng. Bao nhiêu tuổi? Em 25 ạ. Rồi, bạn gái. Em tên là Hải Yến, sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Em đang là kế toán, 26 tuổi, hơn bạn bên đó 1 tuổi rồi. Bạn trai ơi, bạn gái lớn hơn mình 1 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không sao chị. Định bao nhiêu lâu thì kết hôn? Khoảng 2-3 năm thì con cần cái công việc con ổn định hơn để con có thể lo cho gia đình. 2-3 năm nữa thì hơi lâu. Ồ, vậy ý em muốn là trong bao lâu? Chậm nhất là 2 năm. Không, em nghĩ cái này nếu mà em có bạn gái thì đó là một động lực để em rút ngắn cái thời gian đó lại. Phấn đấu ha, mình hãy ổn định là tiến tới hôn nhân được rồi đúng không bạn? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nhà con đâu? Ở nhà con quận 8 ạ. Gì mà con hoài vậy, để tôi coi. Trời ơi, bự như con voi vậy mà cứ kêu con mà, để tôi tưởng bệnh chắc cái em bé nó nhỏ lắm. Đâu bự lắm chị. Đâu bự lắm đâu hả? Dạ. Kêu cô xin con luôn đi. Thôi con quý chú, con muốn gọi chú. Vậy là không có quý cô nên gọi cô bằng chị hả? Không, tại vì cô quý chú khác, đủ anh chị quý chú khác. Đứng lên coi. Trời ơi, ăn cái gì mà to vậy, cao bao nhiêu? Dạ, cỡ như 1m8 á. Nặng nhiêu? Cũng cỡ 80 á. Rung lắm hả? Không, tại thấy chị nhìn em hoài, em không biết nói gì với chị. Nói đi, em muốn nói gì em nói đi, giờ chị em nghe em nói nè. Không, tại chị đẹp quá. Thấy không? Dạ. Đừng có nịnh. Khen chị mà chị cứ nịnh, em buồn. Buồn không? Buồn. Buồn sao? Buồn thì thôi chứ sao. Chứ không lẽ giờ em làm gì chị. Bây giờ muốn tìm người bạn gái như thế nào? Gọi là bạn đó có khả năng độc lập và tự chủ. Gọi là mình... là sao? Dạ, gọi là chín chắn, cứng rắn, rồi gọi là... Hỏi nó rối rồi đó. Thì em quên. Hít thở. Bây giờ có ưu điểm gì, có khuyết điểm gì nói nghe. Nói hơi xấu hổ xíu là hôm đi học em lúc kiểm tra em nhìn bài người ta mà cái bạn đó bạn cách em trên 4 dãy bàn em vẫn nhìn được, em vẫn điểm cao mặc dù em không có học bài á. Đó là ưu điểm đó hả? Dạ, em tự hào con mắt em. Còn tự hào gì nữa không? Dạ không. Rồi. Cái đó thôi. Rồi, khuyết điểm. Khuyết điểm là không ưu điểm nữa nha. Không thuốc, không uống bia, không cờ bạc. Tốt, thích trai hay gái? Hỏi bình thường mà. Nếu mà em thích trai thì em đâu lên này. Phải không? Dạ. Chắc ha. Dạ chắc. Tính nói gì em quên. Nhìn nó hoài nó nói. Hỏi nào nó nói luôn á. Khuyết điểm hay quên? Đúng rồi, dạ. Sợ ma, sợ gắn, sợ mấy loài mà bò sát á. Nhìn nó em sợ lắm. Hồi đó trước nhà em có con gắn chứ. Em không dám ra ngoài đường, em không dám đi học, bỏ bữa học luôn. Cấp cua luôn. Tướng về mà sao không rắn? Chị cũng tưởng rắn hả? Hèn chi. Hèn chi nãy giờ khớp quá phải không? Ôi nhìn cảm giác như sắp xỉu tới nơi vậy á. Nhớ mặt rắn em sợ. Trời. Mày mốt vợ em mới chụp hình con rắn để ngay đây nè. Nhìn ngay về nó chạy đúng không? Trời ơi là trời. Đời của tôi vui nhất là dí mấy người này. Bạn mong muốn một người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn em hay nói đùa là cao to đang hôi là được. Thích hôi. Dạ không, tại thường em thấy mấy người cao to đen thì hơi hôi. Cái gì vậy hả? Ai nói cao to đen hôi hay hôi là sao? Mày đụng chạm nhiều người lắm nha. Cái đó người ta gọi là mùi manly phát ra từ cơ thể của người đàn ông. Không phải đâu, mấy người cao to đẹp trai chứ đâu có bao giờ là dính tới hôi đâu. Cao to đen hôi, thì mới nghe lần đầu luôn. Lạ luôn á. Thơm xong á em cũng thích. Trời đất ơi. Lạ ta. Thơm tho quá không thích. Tại vì em hồi thấy thơm tho thì nhìn hơi yếu điệu một xíu. Bên đây hôi có hôi. Cao có cao, to có to, đen có đen. Cái vụ này mới lạ quá. Mình đi con hôm nay có ai tới ủng hộ mình không? Dạ em đi với em gái của em. Em gái em đâu? Dạ. Ủa em cái cô chị em cái vụ hôi hôi đó em có giống vậy không? Dạ không, ý là nói vui thì là cao to đen hôi chứ ý của chị không phải là hôi mà ý là không thích con trai mà kiểu mà ra đường mà sạch sẽ hay là xịt nước hoa hay gì quá, ý là mình bình thường có mùi đàn ông trên người là bình thường. Rồi em thấy cái anh bên bển sao? Em thấy anh bên này thì nói về cao to thì có cao to, ôm thì chắc vừa một ôm, hôi thì không biết. Nhưng mà có vẻ nói chuyện vui vui vẻ. Rồi em có ai theo ủng hộ em không? Em có đi với lại người anh và cũng là sếp cũ của em. Xin chào anh Linh và chị Cát Tường. Dạ, Tuấn Anh thì tính cách hiền và hay nhút nhát, không có thích đám đông. Mình thấy là cái ưu điểm của Tuấn Anh là cái người biết lẽ phải, và nếu mà nhận thấy cái điều đó mà tốt thực sự thì Tuấn Anh
rất là nỗ lực thay đổi. Anh thấy cô bạn gái bên này như thế nào ạ? Có thể là hợp với Tuấn Anh, chắc là những người làm nghề kế toán có thể họ giống nhau ở cái vẻ chín chắn của họ. Trong khi Tuấn Anh thì anh chị thấy là hơi ngây thơ và à, cảm ơn rất nhiều, kéo màn lên. Mình có... Bạn có thích đọc sách không? Hy vọng bạn sẽ đọc cuốn này. Bạn nhìn mình, bạn có thấy mình ngầu không? Tại vì ai cũng nói mình nhìn hung dữ, ngầu quá, không có muốn tiếp xúc quá. Thấy bạn là nhìn đẹp trai. Cảm ơn bạn. Nhìn đâu kiếm kiếm gì đó, nhìn thẳng mặt ta đi. Dạ. Bạn thấy mình thế nào? Trắng trẻo mà được cái... Ủa, bị cái hơi ốm. Chắc bạn nên ăn nhiều không? À, thì bạn không thấy con gái ốm hả? Đó sao ta? Mình cũng không biết cái gu ốm hay mập của mình là sao nữa. Nên thôi mình cũng không quan tâm lắm. Vậy em quan tâm gì? Dạ, em quan tâm chủ yếu là bạn đó có đồng cảm được cái tính cách của em không? Nó dở dở ngơ cái gì? Không có được thẳng thẳng như người ta. Nó giống như đồ thị hình xin. Lúc lên lúc xuống. Lúc lên lúc xuống nó dữ luôn. Bạn cũng thích con gái hiện đại hay là truyền thống? Mình thích con gái hiện đại. Nhưng mình có được gọi là hiện đại không? Mình cũng không biết nữa. Cái gì mà cũng không biết hết trơn. À tại trên đây mới gặp mặt nhau nhưng mình cũng không có... Có đúng không? Em cũng không biết nữa. Giờ nghe đồn bạn biết sáng tác với hát hay lắm đúng không? Hả? Ai đồn? Chương trình đồn. Hát tặng bạn gái bản cho hết rung. Bản nhạc này viết lời nó là bản nhạc thất tình, nó hơi buồn. Kệ nó. Nó buồn lắm. Kệ. Mà chưa có tên nữa. Con hát đi rồi bạn gái đặt tên. Hát hai ba câu thôi nha. Hát hai ba câu sao ta đặt tên? Hát hết thì hết thời gian á. Kệ, cho luôn. Không. Rồi thôi hát đi, muốn hát nhiều hát. À, xin gửi tới mọi người một bài hát cho em tự chế. Chuyện tình chỉ mấy mùa thôi trôi theo em như cánh chim trời. Yêu dấu xưa còn đây mà giờ người vội quên mau. Cùng những ký ức ấm áp nơi mình trao nhau hôm nào. Do nước mắt này khẽ khẽ lên từng hàng cây. Tự sáng tác hả? Người ta dùng cái từ là tự sáng tác, dùng tự chế. Đấy, thích mấy nói mấy cái chữ dân dã, nó thân thuộc, nó quen. Em cảm thấy bạn có vẻ là người ấm áp á, hát hay. Ấm ôm lắm lắm. Bạn trùng tên với một người mà ngày xưa mình rất thích á, tên Tuấn Anh. Bạn là cái gì Tuấn Anh? Nguyễn Ngọc Tuấn Anh. À, đâu bạn hỏi đi. Cái gì ta, tính hỏi gì quên nữa. Trời đất ơi. Vậy sao đi lấy giờ trời. Trời ơi, hồi này em đứng ké mà. Đứng bên đây nhìn mặt mình càng thêm hốt quảng nữa. À, chỉ, đúng rồi. Trước mặt chỉ có một người phụ nữ đẹp đó thôi. À, bạn muốn trong tầm khoảng 2 năm nữa tiến tới hôn nhân đúng không? Cái đó là lâu nhất của bạn có thể đúng không? Cũng có thể thay đổi. Mình có vẻ mình như đi. Bạn mới bắt đầu một công việc mới đúng không? Mới nhưng mà còn nhiều thứ mới nữa mình phải làm nữa. Nếu mà hẹn hò chắc mình phải đợi hơi lâu ha. Không, mình dạng như mình hay trừ hao phí mà tính sai vậy thôi chứ cũng sắp rồi, không sao hết bạn. Nếu mà hẹn hò với một người lớn hơn thì bạn có ngại không? Không, mình không ngại, mình có lúc mình đăng ký mình có ghi mà. Lớn mình 3 tuổi cho xuống là được rồi, không sao hết. Trước giờ bạn đã yêu ai chưa? Nói ra ngại lắm, mình có bạn gái sớm lắm. Hồi lớp 4 đã có rồi. Trời ơi. Gọi là thích nhau đó. Con nít quỷ, 4 tuổi mà yêu cái gì? Lớp 4. Lớp 4 rồi mới yêu gì trời. Chú nhắc mày nhớ, 4 tuổi cũng có thích nhau. Trời ơi. Mà thích nhau thôi, cho kẹo thôi chú. 4 tuổi thích nhau trời. 4 tuổi biết gì thích. Không, tại bạn đó cho con kẹo. Con thích kẹo chứ đâu phải thích bạn đó. Lúc đầu cũng thích bạn đó, nhưng mà bạn đó cho kẹo nữa. Rồi thích thêm nữa. Là biết bạn đó cũng thích con rồi. Trời ơi. Con thích con rồi hả con? 4 tuổi mà không biết người ta thích ổng, không thích người ta rồi. Rồi coi thích đây không nè, nhìn đi kỹ đi. Không, mình nghĩ là mình sẽ nắm bắt cơ hội này. Bạn chín chắn có thể kiềm lại mấy cái đồ thị hình xin của mình được. Cái biên độ của nó có thể thấp hơn được. Bạn có thể cải tà quy chính trong này được. Ủa con tà lắm. Nhưng mà thôi. Gọi là giúp đỡ bạn tìm lại cái gì đã mất. Cái gì cũng quên à. Dạ đúng rồi. Vài bữa quen ta hỏi ủa em tên gì nữa. Ủa bạn có nhớ tên mình không? Bạn tên Hải Yến. Ờ, cảm ơn vì đã nhớ tên mình. Thôi nói một câu gì thật tình cảm đi. Rồi bấm nút. Con nói như vậy là hay lắm rồi. Giờ không lẽ con nói anh yêu em hay gì đó kỳ lắm.
nói con có. Có gì hay hơn nữa đâu. Cố gắng đi. Bạn có mắm nước không mà? Không có gì hay ngọt ngào. Bạn cho mình một cơ hội nha. Giúp mình nha. Giúp mình trời. Giúp cái gì? Giúp gì vậy? Giúp đỡ giống hồi nãy Du Linh nói. Tại em ở nhà em cũng hay đọc ngôn tình, em là học thuộc cái câu anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên, chứ nhưng mà bạn này không kêu anh được nên giờ không biết nói sao nữa. Nó kêu bằng anh bình thường gì đâu em. Mình tên anh mà bạn cứ gọi anh. Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên chứ. Trả lời. Trả lời. Thôi chị có. Con bó tài vậy còn. Nhưng mà không dễ thương con. Con yêu vậy giờ cười suốt ngày luôn á. Không, thấy con đúng à. Tại vì con muốn cuộc sống con nó lạc quan hơn, nó màu hường hơn. Màu hường. Rồi để tay nút bấm đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Ủa chú có đếm không Vũ? Hả? Chú có đếm không? Không, con tự đếm á. Ủa sao con thấy người ta mà chú đếm mà. Người ta như người ta chú đếm, con thì tự con tự đếm. Con tự quyết định đời mình. Sao con thấy con lên đây cái con bị hai người chơi khó quá. Con chơi khó gì con đâu. Cứ ép con hoài. Bản lĩnh lên. Con bấm rồi, con không có đếm. Trời ơi. Chú đếm cho bên kia ha. 3, 2, 4. Nắm tay cái đi cho nó ấm áp chút coi. Dạ. Lạnh lắm đúng không? Em thấy tay bạn nóng mà. Hả? Hùng cái đi con. Thôi. Hả? Ba bị hổ quá tốt gì vậy? Nó xỉu tại đây luôn à. Bụi tay bảy chút.